sẽ ghi cậu mà. Hôm nay chúng ta học sâu hơn về câu lệnh dễ nhánh. Để ăn đấy. Câu lệnh dễ nhánh và các biến thể của nó. Thì câu lệnh dễ nhánh như hôm trước chúng ta nói rồi đúng không? Bắt được nguồn từ tiếng người mà ra. Nếu điều kiện thì đúng không? Chúng ta có các câu lệnh dễ nhánh như sau này. If điều kiện. Đây là loại biến thể thứ nhất. Nếu thỏa mãn điều kiện thì thực hiện câu lệnh ở trong này. Nếu không thỏa mãn thì chạy dưới. Đây là loại biến thể thứ nhất. Loại biến thể thứ hai là if điều kiện. Tất nhiên ở trong này có thể có nhiều điều kiện, được chưa? Và sau đó là đóng ngoặc của cái if này, mở ra. Đây là đóng vào. Được chưa? Sau đó đến else. Đây gọi là block 1 B1. Đây là B2. Được chưa? Nếu thỏa mãn điều kiện ở trên thì chạy block code 1, block 1. Nếu không thỏa mãn điều kiện trên thì chạy block 2. Thế nên nó không ở đây điều kiện này là có khả năng chạy block code này thôi. Được chưa? Nếu thỏa mãn điều kiện thì chạy, không thỏa mãn thì thôi. Còn ở đây chắc chắn một trong hai cái sẽ phải chạy. Được chưa? Chẳng thế nào cả, chẳng có gì cả. Chắc chắn một trong hai thằng sẽ phải được chạy. Đơn giản vậy thôi. Biến thể thứ ba của email đó là if điều kiện else if điều kiện khác đóng mở ngoặc nha là gì? Nếu thỏa mãn điều kiện 1 thì chạy cái B1 này. Nếu không thỏa mãn điều kiện 1 mà thỏa mãn điều kiện 2 thì chạy cái B2. Và với cái này, với cái else if này chúng ta có thể sinh ra rất là nhiều biến thể khác, đúng không? Lại, nếu không thỏa mãn điều kiện 1, không thỏa mãn điều kiện 2 mà lại thỏa mãn điều kiện 3 thì chúng ta lại else if điều kiện 3. Đây là B3. Đúng không? Còn nếu mà không thỏa mãn ba cái điều kiện này thì không chạy bất kỳ block code nào cả. Chạy thẳng dần. Được chưa? Giống y hệt cách chúng ta nói thôi. Còn tất nhiên thằng này vẫn có thể nhé, có thể không kết thúc bằng else hoặc có kết thúc bằng else, tức là không thỏa mãn ba điều kiện này thì chạy block này. Được chưa? Cái này là do dùng thế nào, là do chúng ta tự mường tượng ra và tùy theo yêu cầu của đề bài thôi. Được chưa? Đó. Tiếp tục. Luyện một cái bài tập nhỏ nhỏ. Đó là chúng ta viết cái prompt nhỉ. Cái hàng prompt. Prompt. Không biết hả? Đây nha, tôi sẽ tạo ra một cái file mới. Tên là condition.html. Quay được. .html này. Ở đây chúng ta code JS luôn, là script. Chúng ta có cái var a bằng prompt per tờ nhé. Đúng rồi. Prompt đây là điền số a. Hay chấm vào đây. Chúng ta tiến hành console.log cái số a đi ra. Tắt cái ID. Console.log. Được chưa? What the fuck? Cái này không có phim Windows. Nó không có phim Win. Vớ vẩn này, thứ giả này. Vớ vẩn này. Ta phải bê cái máy này ra. Rồi chạy. Ủa, xong ra gì?
fan. Để con số lốc mà. Không, nó phải ra cái prompt. Tức là viết sai chính tả đấy. JavaScript prompt. Bên đây là đúng không thầy? Lỗi chắc chắn nó sẽ ra cái lỗi, bật developer tool lên xem. Đây này, lỗi này. Prompt is not defined này. Prompt pointer này. Rồi đây rồi. Đây nhá, chúng ta có số A bằng 4 này. Rồi, xong. Đúng không? Bây giờ nhá. Chúng ta nhập cho tôi một số. Sau đó kiểm tra xem cái giá trị vừa nhập vào ấy, nó có phải là số không? Đấy. Kiểm tra xem. Search thử nhé, hướng dẫn này. JavaScript. Được chưa? Check number. Đúng không? Is none. Is not là gì? Is not a number. Nó có phải không phải một số hay không? Được chưa? Thì đây, đáp án này, chúng ta có A đúng không? Thì có if is none của cái A. Sao? Chù cái bù. Không phải nhưng mà không. Nếu mà cái subblock đấy chu thì chạy từ dưới. Tại sao mày lại phải chạy cái dưới nữa? Kiểm tra tồn tại. Thì chạy cái block dưới là nó khai báo ra cái gì đấy. Tức là phải L đúng không? Vâng, đấy là nếu mà không để chấm than thì nó là L. Thế tại sao phải viết thêm hai dòng code nữa? Đúng không? Làm thì phải tìm luôn cái phương án nó tốt chứ. Console.log. Và đây là số. Để tôi coi xem cái này có không nhé. Đây là số. Số A. À, ký tự chứ. Ký tự A là một số. Rồi coi nhé. Tí tôi giải thích cho. Không phải là số đúng không? Bây giờ nhập rồi để nó thành số này. 1, 2, 3. Ký tự 1, 2, 3 là số. Được chưa? Ở đấy, đây là cái cách chúng ta check một biến có phải là số hay không. Bây giờ ở đây cái này này, cái này là backslash. Backslash là cái phím ngay dưới ESC ấy. Đây là một cái chuỗi. Đây là chuỗi trong JavaScript. Nó sẽ output ra một cái string. Xong chưa? Nhưng mà trong cái string này chúng ta có thể truyền được tham số vào trong. Hiển thị tham số thì chúng ta dùng cái đô la đóng mở ngoặc nhọn, xong rồi viết cái tên của cái biến đi vào thì nó sẽ hiển thị cái giá trị của biến đi vào đây. Được chưa? Hiểu không? Rồi chúng ta làm copy lại cái này nhá. Xong sau đó sẽ đến với bài tập. Bài tập sẽ là như sau. Cho một mảng bất kỳ. Các bạn tự nhập vào mảng nhé. Trong cái mảng đấy sẽ có cái phần tử random. Có nghĩa là mình tự bịa ra. Có thể là chữ, có thể là có phần tử là chữ, có phần tử là số, có phần tử là mạng, đúng không? Thì bây giờ tôi yêu cầu các bạn kiểm tra từng phần tử một. Kiểm tra từng phần tử một của chuỗi và hiển thị ra các số index, các số index có giá trị là số. Chúng ta dùng vòng lặp for nhé. Từng phần tử của chuỗi.
quăng đi. Bảng như nào? Tạo tiếng Việt đi, code không dùng tiếng Việt. Thằng ngu này. Dạ. Ai cho mày biết chữ chí vào đây? Chí nó là cái gì? Chuỗi thì phải làm sao? Cái mảng này mình nhập bên ngoài vào. Không, chưa làm được cái nhập bên ngoài được. Cứ tự tạo ra cái mảng chứ ạ. Cái này hỏng rồi ạ. Vâng. Máu rơi mất ổ bi. Hãy bi khác. Lọc tay. Dung làm đi Dung. Ai làm đi nào. Làm gì mà comment lắm đấy. Thì từ hồi giờ. Có những cái dạng gì, kiểu cái tự kêu cái giá trị gì? Thứ nhất là số này, thứ hai là chữ này. Chữ là số này. Chữ là số. Đó là string nhưng nó chứa số chẳng. À, chữ chứa số. Đúng không? Rồi thì là mảng này, boolean này. Đúng không? Rồi thì là object này. Để viết hết. Thằng này quên hết quả for rồi hả? Hả chào. Quên được. Đi nhìn bài Chí. Thằng Chí là cái thằng không đáng tin nhất ở đây. Nhìn bài bạn cứ tìm tìm. Cháu là yêu không? Cho dùng tất cả các công cụ. Muốn làm cái gì? Là số mà nối chuỗi trong JavaScript là chấm cái cộng nhỉ thầy nhỉ? Hả? Và ông cộng 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 bằng. Không biết dùng một for à? Không, em không có mạng không search được. Rồi. Đây này. Đây dùng một for như này nhá. For và y bằng 0 này. Y bằng 0 luôn được. Được. Y nhỏ hơn 100 này. Đây là điều kiện nhá. Sau đó y cộng cộng này. Đây là console.log là y này. Đúng chưa? Chạy từng lần một ở trong cái vòng lặp này. Bây giờ làm sao để chạy hết toàn bộ các cái phần tử nằm trong cái mảng. Chúng ta bọn này học như cứt. Dạy luôn vòng lặp nhá.
để đảm được cái bài này nhá. Ghi lại đi, ghi lại đề bài đi, để tôi xóa đi. Ghi lại đề bài đi. Để qua cái vòng lặp tí này. Tất nhiên chúng ta có nhiều loại vòng lặp, tôi chỉ giải một loại thôi. Này nó không hiểu sao nó bọn ứng dụng cái ra để trường nhá. Em học nốt môn lập trình dính ứng dụng lập trình cơ bản. Đây nhá, khái niệm vòng lặp. Vòng lặp tức là nó cứ lặp đi lặp lại một đoạn code x lần. X này có thể là cho trước hoặc không cho trước. Bây giờ chúng ta sẽ phân biệt ra hai loại vòng lặp, là vòng lặp biết trước số lần lặp và là vòng lặp không biết trước số lần lặp. Thì tôi sẽ dạy các bạn trước về vòng số vòng lặp, loại vòng lặp biết trước số lần lặp nhé. Thì chúng ta có các vòng lặp như sau này. Đầu tiên là vòng lặp for đóng mở ngoặc này. Đầu tiên sau đó chúng ta có va một cái biến, có thể là biến y, biến z, biến x, biến z gì tùy, đây là biến các bạn. Được chưa? Thì bây giờ tôi có va y bằng một số x nào đấy, tôi cho là bằng số 0. Được chưa? Sau đó nếu y này nhỏ hơn 100 chấm phẩy y cộng cộng và đóng mở ngoặc nhỏ ở đây. Ví dụ cái con số log ra cái giá trị của y. Bây giờ giải thích này. Giải thích nhá. Đầu tiên khi bắt đầu vào vòng lặp, chúng ta tạo ra một biến y bằng 0. Đây có phải là phép khai báo biến không? Có. Báo phép gán đúng không? Thì ngay đầu tiên khi vào vòng lặp chúng ta tạo ra một cái biến y bằng 0. Xong chưa? Sau đó kiểm tra điều kiện. Nếu y nhỏ hơn 100, y bằng mấy? Đang y bằng mấy? Y nhỏ 100. Y bằng 0. Y bằng 0, không có nhỏ 100 không? Có nhỏ 100 thì cái điều kiện này trả về chu đúng không? Chu thì sao? Chu thì chạy cái này. Chu thì chạy cái này. Con số log y ra thì lúc này y bằng mấy? Không, đúng không? Thì nó hiển thị là số 0. Xong chưa? Thực thi xong tất cả các cái lệnh ở trong cái cặp dấu ngoặc nhọn này thì y sẽ được thực thi là y cộng cộng. Được chưa? Xong rồi sao? Chạy tiếp vòng lặp, bởi vì hết code rồi mà. Nó lại bắt đầu chạy tiếp vòng lặp mới. Lúc này y bằng mấy? 1, 1 nhỏ 100. À, nó thử từ 0 rồi. Y cộng cộng là cộng lên 1 giá trị mà. Được chưa? 1 nhỏ 100 lại chạy. Đúng không? Xong lại cộng cộng. Tiếp theo bằng mấy? 2, 2 có nhỏ 100 không? Có. Rồi, nó chạy đến 99. 99 có nhỏ 100 không? Có. Lại chạy, con số log con số 99 đúng không? Xong tiếp theo cộng cộng là bằng 100. 100 có nhỏ 100 không? 100 bằng 100. Có. Thì hết rồi, nó không thỏa mãn điều kiện đúng không? Thôi, bỏ qua. Chạy cái dòng lệnh tiếp theo ở dưới. Được chưa? Cái này là khai báo biến ban đầu, xét điều kiện này, hành động sau khi kết thúc vòng lặp này. Được chưa? Thế bây giờ muốn chạy hết tất cả các cái phần tử nằm trong mạng thì sao? Vẫn là vai y bằng 0. Số index, bởi vì sao số index đầu tiên của chúng ta bằng mấy? Bằng 0, đúng không? Thì ở đây y sẽ nhỏ hơn gì? Mảng, độ dài của mảng đúng không? Nhỏ hơn arr.len. Đúng không? Sau đó y vẫn cộng cộng. Và bây giờ lấy phần tử thứ y của mảng ra thì chúng ta có gì? Arr ở vị trí thứ không y, không cái mông ở vị trí thứ y, đúng không? Thì như vậy thì nó sẽ chạy qua tất cả các phần tử nằm trong mảng. Vì sao đây lại nhỏ hơn len? Nhỏ hơn len thì có đảm bảo nó chạy được hết không? Có. Vì sao lại có? Vì nó chạy hết, nó tổng, nó gồm tất cả trong len bằng mấy? Len bằng tổng các phần tử trong. Sai. Tổng số index. Không đúng. Len bằng index của số. Len bằng index cộng 1. Lớn hơn. Đúng không? Len bằng index cộng 1 cho nên là nó sẽ đảm bảo là chạy đến phần tử cuối cùng. Bởi vì nhỏ hơn len. Như lúc nãy chúng ta bằng 100 thì nhỏ 100 là chạy đến 99 đúng không? Đúng không? Bây giờ cái mảng của chúng ta ví dụ có 7 phần tử. Thì số index của mấy? Maximum index của mấy? 6. Đúng không? Xong chưa? Rồi. Đến 6 là nó dừng lại. Số tiếp theo là y bằng 7. Đúng không?
Số tiếp theo là y bằng 7 rồi. Thì y bằng 7 là sao? Bằng cái len của cái mảng rồi, cho nên nó không chạy nữa. Đúng không? Rồi đấy, làm đi. Thầy ơi, cái này nó lại dừng, nó không tải nữa thầy ạ. Cái gì? Kệ nó. Mày làm xong chưa? Em làm xong rồi. Đâu rồi nào? Nhưng mà không mở được trình duyệt thầy ạ. Tại mở code thầy nhìn thấy. Sai yêu cầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tôi yêu cầu là gì? Hiển thị ra số index có chứa phần tử là số. Yêu cầu như thế nào làm đúng yêu cầu như vậy, không cần thiết phải vẽ vời là làm gì cả. Số index. Được, xong rồi. Đâu? Xong rồi mà nãy mày vẫn ngồi cốt từ nãy đến giờ. Sai. Đề bài là sâu ra toàn bộ số phân tử trong này. Còn trong kiểm tra từ thực tế của chúng ta. Anh như nào? Không phải là sâu ra tất cả các phần tử có trong thực tế này. Và chúng ta đang phân. Mới chỉ hiển thị các số index có giá trị số thôi. À, thì số index có giá trị số. Đâu rồi? Đào công việc. Làm đi, nghĩ đi. Không nghĩ được thì nháp ra. Hiện ra phần tử là số index của phần tử là số. Đúng đề bài. Ký tự này trong bảng này là số ai? Tôi đã nói cho đề bài như thế nào, cứ thế mà làm, đừng vẽ ra. Tôi toàn thấy không vẽ đi đâu ấy. Nghĩa là tôi gọi thẳng đến ký tự đấy luôn. Thầy đọc lại yêu cầu em nghe một chút đấy. Chị đọc nghe này. Vâng. Cho bảo bất kỳ yêu cầu kiểm tra từng phần tử
Bài hiển thị ra các số index vốn ra trị số. Hiển thị ra số index là trị số xong rồi. Dù thằng mạng phải gọi nó mới chạy quyền mất. Mình còn sâu ra cả biết là các kiểu. Tận. Có ra mình làm thừa. Nó chỉ là trị số thôi nhá. Ông dù mang về thì sao. OK, thằng Tùng xong chưa? Em không in ra được. Console log cho tôi nói cái gì đâu? Console log in ra này. Ừ. Không có đứa nào làm được còn đâu tôi biết chưa? Em không làm được. Mày làm sai mà. Em làm sai rồi. Thì đọc lại cái bài khác cuối kìa. Kia. Đào. Đọc chuẩn đấy nhá. Ai chung mà mang bất kỳ yêu cầu kiểm tra từng một từ của chuỗi. Kiểm tra từng từ sao tôi mình có phải là số không? Đây là ông mới in ra. À đây phải nhập. Ông đã kiểm tra điều kiện chưa? Kiểm tra điều kiện đi. Ở trong cái vòng lặp for. Điều kiện là trong vòng lặp à? Nhưng mà vòng lặp for đã đóng vòng lặp chưa? Trên. Thường chứ. Đấy, bây giờ là sẽ in ra index nha. Ông biết sai từ len của kìa. LNGT. Thầy biết thế mà. Tờ. Thầy biết sai. Gì? TH nào? Thầy biết sai từ len. Nói tặng. Tôi đi mà tìm đấy chứ. Đấy. Tao phải đi mà tìm chứ. Sức đâu mà nhớ được hết bằng đấy tôi. Nào thấp. Điều kiện trong phòng nó có. Rồi tờ nghĩ biết sai không? Đây đúng không? Sao lại biết giống chị ý làm gì? Khổ. Chị sai giống. Sai gì? In ra từng phần tử nếu nó là số. Điều kiện là sao? Tao này. Điều kiện nó là số. Thầy vừa hướng dẫn xong. Ở trên đấy. Em hướng dẫn kìa. Đấy không? Điều kiện của số index cả không? Điều kiện đây là không. Không phải. Đây not a number. Không phải là số. Cái này là phải là số. Không phải. Không phải. String là số chứ. Cái chúng ta đang làm ngược lại. Phải là string chứa số người. Thì trong cái điều kiện này ông cứ hiểu ra. Có thế mình phải để cái nếu nó là nếu cái a là số. Vâng ạ, thế mình phải để cái điều kiện là trong for. Tiếp vào trong for. Cái gì? Vâng. Thế là sai rồi. Thế này cũng là sai à? Cái này là thường không? À đâu, đủ rồi. Xin lỗi. Thôi nói đùa đấy. Được, chấp nhận được cái đấy. Giang làm xong rồi nhá. Đấy thì chữa thôi. À, bây giờ chờ em 1 phút thôi. Đây là ông truyền vào biển A đúng không? Ừ. Nhưng mà bây giờ phải cho alo đúng không? Điều kiện đâu? Mà nó đang trong vòng lặp này. Ví dụ như mày viết ngược rồi. Không hiểu ý tôi không? Không phải là một số luôn. Hay là phải là một số nhỉ? Hiển thị các số index có hiển thị số thì cái này nó kiểu như là hiển thị là số rồi. Thì là ngược lại đấy. Đúng rồi. Đúng không? Cứ đọc nếu như vậy cho đơn giản. Bây giờ nhá. Bây giờ ông phải truyền vòng lặp y bằng 0 đúng không? Ừ. Thì ông phải truyền y là not a number. Truyền y vào cái gì? A. Thế sao chữ A biến thường? Thì biến A có index đúng không? Ừ. Thế là mảng A đầu thầy. Ừ, mảng A. Chấm than là phủ định. Phủ định của không phải là số. Nó là không phải là số đầu tiên đúng không? À, với y bằng không không? Mày có hỏi cái gì? Đầu tiên là y bằng không. Có đúng không? Ông hiểu tôi không? Để im cho nó làm. Thử á. Rồi, A nha. Bác ý chặn cái cái bản à, hiểu chưa? À, nên là mình chưa có công thức. Nhưng mà ra không? Vẫn chưa được à? Phải làm gì chứ? Phải làm gì chứ? Có solo.
con số lốc, con số lốc y đúng không? The hell? Nhầm. Lấy chuột thì vào nó bị loại. Đây lấy chuột này này. Không, à quên cái này bản viết em để vào cái con chuột. Xóa lại. Phép. Đi nghe rồi. Nó cửa ngon thế hả? Đấy mà. Chứ hẳn. Nốt gì á? Có phải. Chứ hẳn cái này này. Có phải 1, 2 là số không? Ừ. Không phải đâu, phải chứ hả? Cái này là chuột. Cái này là chứ hả? Tại sao? Thầy ơi, cái y cái đấy vừa nó vẫn kiểm tra được cái chuỗi là số đúng không? Cái đấy cũng tính mà. Cái đấy cũng tính mà. Cái đấy cũng tính đấy. À, cái số là nó này nó không có được chuỗi à? Thế bây giờ trong chuỗi đấy có một cái chữ thì nó có tính là số. Viết vào, thử xem. Viết một chữ vào đấy đi. Một chữ vào cái này. Xem nó thành 3 là gì? Xem là nó có đấy. Nhận cái này là số được không? Không. Một chữ nào không nhận số nữa. Tôi có nhận cho hai người. Nó không nhận số. Thêm chữ E vào đấy là không nhận. Nó không nhận. Mà chạy. Đây. À, thế này được rồi đúng không? Nhưng mà nó là hiện từ từ mà mày bài cái để thế bọn xong chưa kiểm tra từng phần tử của chuỗi chẳng mày lâu thế mình hiển thị ra đúng rồi còn gì á mình hiển thị số nhân tách thôi chứ mình sai tử đúng không tôi giá trị tôi hiển thị ra phần ra số nhân tách hiện chuyện phần tử cái miếng thế này anh phải 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 trò chứ phải trò tới tách chứ. Đây là anh cho cả cái mảng vào để anh xem là nó có phải là số không. Mà cái mảng này anh muốn phải trỏ đến từ index 1 cơ mà. Anh hiểu ý em không? Index là trỏ đến giá. Chị Đào làm trỏ gì ấy? Phải, tức là à, không, đây là không, cái đoạn này đúng rồi. Sai ở cái inan ấy. Tức là đây nhá. Đây nhá, để tôi giải thích cho. Đây nhá. Để trong cái này. Cái chữ A này là cái gì? Cái đấy là mảng. Ừ, cả mảng đúng không? Mạng thì chắc chắn nó không phải là số rồi nên không bao giờ hiển thị được cái này đúng không? Chạy vậy là cái này là cái điều kiện check này là không đúng đúng không? Bây giờ yêu cầu là kiểm tra từng phần tử trong từng giá trị của phần tử trong mạng. Giá trị. Thì bây giờ lấy giá trị của phần tử index bằng 0 thì viết như nào? Thì một khuôn. Ừ. Số vào. Viết vào. Đừng đừng xong. Viết vào. Hồi một cứ viết vào đấy. Không. Rồi xong nhá. Rồi bình tĩnh nhá. Xem thế nhá. Bây giờ kiểm tra phần tử số 0 đúng không? Thì để ý này, vòng lặp đầu tiên thì y bằng mấy? Y bằng 0. Ừ. Bây giờ có a bằng 0 đặt bằng y ở trong này. Thì lúc này chạy phần tử bằng thứ bao nhiêu, check kiểm tra phần tử thứ bao nhiêu của trong cái bảng a này? Thứ nhất. Ừ, xong thì là số 1 đúng không? Rồi, hết vòng lặp, tức là chạy hết cái đoạn này. Bắt đầu vòng lặp thứ hai là y cộng cộng y bằng mấy? Bằng 2. Nhận tắt. Đấy. Y bằng 1. Ờ, y bằng 1. Y bằng 1 tiếp theo. Ở đây lại kiểm tra isnan của A. Bây giờ A1. A sẽ là A1. Chạy hết, chạy tiếp đến A mấy? A bằng 2. Ờ, thế sao? Có đúng không? Hải vẫn chưa hiểu. Nhìn mặt vẫn chưa hiểu. Chạy đi xem có đúng không nào. Xong đến với bài tập tiếp theo. Thầy ơi, anh biết là đúng không? Đúng chưa? Đúng chưa? Đúng không? Chữa này. Thằng Quân xong chưa? Mình ngồi đấy thôi. Chả lắm. Đấy nhá, chúng ta có vạ A này. Chúng ta chỉ có một cái đoạn check số thôi. Tôi có khoảng chục bài tập cho chúng ta, yên tâm. Còn nhiều lắm. Đây chúng ta có 1 này. String X này. Xong rồi 3 này. 5 này. String y này, string it này, 3t, string 10 này, được chưa? Vâng. Xong chưa? Bây giờ chúng ta thực hiện vòng lặp và y bằng 0 này, xong chưa? Y nhỏ hơn a chấm len y cộng cộng. Bây giờ if isnan của A ở phần tử thứ y
ở phần tử thứ y, chúng ta cứ dịch như vậy, được chưa? Mảng A ở phần tử thứ y có phải là số 0? Nếu là số thì hiển thị số index thứ y chứa giá trị là số, đúng chưa? Chạy này, đúng không? Check nhá. Không có phải là số không? Có. 2 có. 3 có. 6 có. Đúng chưa? 10. String 10 nó vẫn là số mà. Ông có thể đi compare cái này với một cái số, chắc chắn nó bằng nhau. Hay nhỉ. Được chưa? Rồi, xong chưa? Rồi, viết đi. Viết xong đi đã. Rồi tiếp tục làm bài tiếp theo. Cái gì đấy hả? Chỗ này là phải không ạ? Chỗ này là đùa nhét vừa. Xong chưa? Rồi à? Rồi, bây giờ này, kiểm tra tiếp này. Biến thể của bài toán vừa rồi. Vừa kiểm tra là số lẻ thì hiển thị ra ngoài. Số lấy dư cho 2. Tôi không biết làm nào là lấy cho tôi chỉ hiển thị những cái index là số lẻ. Chia hết cho 2 thì vứt. Nghĩ nào nghĩ. Là số lẻ thì ra ngoài thầy. Ừ, cứ cái nào là số lẻ thì hiển thị index ra ngoài. Ê, nhức đầu chứ. Dùng thang quái thì nó biết một số lẻ. Chẳng hùng hàng này. Nhưng mà chia hết cho 2. Chia hết cho 2. Học dốt. Các bạn có những công học. Hôm trước cái chia lấy dư thấy em chả hiểu. Thế do sẽ hiểu. Thế nếu mà mình ghi là không chia hết cho 2 thì mình ghi là chấm than phần trăm 2 bằng bằng 0. Thế nó sẽ thấy ngu. Nói xong không thấy tự thấy mình ngu à? Thế mình biết nhỉ? Không biết, nghĩ đi. Phải nghĩ được những cái chữ dễ như vậy chứ. Nói xong người ta thấy tự mình cái ngu rồi nó còn cố mà nói. Phải để bài à? Đấy, hỏi đau em. Kiểm tra số lẻ thì in ra. Thì kiểm tra nó là số lẻ thì in index ra. Thằng này nó cũng đang bực mình này, nó đang nhớ cái gì đó. Không hiểu ông nói cái gì. Kiểm tra nó. Kiểm tra nó. Kiểm tra. Quên đúng đây. Kiểm tra. Kiểm tra mình có được cái môi. Và cái gì? Nếu cái gì vậy? Chưa được ý là biết là số này. Ui dồi ôi. Mà ông kia tính tôi thì khổ quá. Tới giờ còn thì xong. Nhưng mà hướng đầu tiên là mình ấy. Nhưng mà về sau ta phải làm cái trò này. Nhưng mà... Ừ. Thực ra mình không có lấy ra nó có phải là số hay không. Như đặt tên ARR. Làm ra là chữ thì nó có rồi. Nào. Mình nhìn chắc em trong cái bài này cứ mình chắc bài em. À, đó, chép nhau đi. Không phải. Em không chép bài, em vừa chép đi em bách rồi. Đúng rồi. Suýt chép đúng không? Suýt giác ngộ rồi kìa. Mình sửa dưới kia. Mà ô lại giảm rồi. Thì giác ngộ giảm đấy. Trong mảng mà. Phần tử y. Cố gắng tự làm nhá. Phần tử y.
nếu thằng Y này mai có khi phải làm cái mũ treo hết một bên mặt này, chỉ được nhìn không thẳng thôi, không chỉ được nhìn thẳng thôi, không phải nhìn xuống mấy con ngựa này, mấy con ngựa đùa ấy. Thằng Chí xong chưa? Được rồi. Im không hỏi. Đứa nào hỏi không bảo thế. Tôi sẽ bảo thằng Quân đấm. Đúng không? Không giỏi thế. Khác không là cái chấm than. Chết. À rồi chấm than không là phần trăm. Chấm than là phần trăm. Thêm phần trăm là chia hết đúng không? Ừ. Thế chấm than phần trăm không phải là chia hết đâu. Chấm than là phần trăm. Ui, quá. Cái này chấm than phần trăm. What the fuck? Ông nói ông đang hướng dẫn cái nó đấy là cách tư duy của nó. Tao chỉ trưởng là ngu thôi. Có bảo là không đúng đâu. Em xong rồi này. Thế nào? Đây. Vẫn là cái mảng đấy nhỉ. Ừ. Đây. Đúng. Em có hai người đúng. Giỏi như em sang Mỹ rồi. Mày vừa bảo mở môn rồi nó không chép rồi mà. Không sang Mỹ rồi, thơ vây. Nếu nó phải là số không đã. À. Bây giờ vẫn là số thì kiểm tra nó số này hay số chẵn nào thì. Sau đó thì bây giờ làm thế nào để xác định nó là số lẻ? Đi tiếp đúng không? Đi trong tiếp à? Nhưng mà làm thế nào để xác định nó là số lẻ? À, em rồi. Vâng. Tôi cho bị luôn cho nó điều kiện. Không cần. Không có thể dùng dấu ba mà. Điều dấu ba không? Dấu ba trong điều kiện đi. Điều dấu ba trong điều kiện không? Nhớ. Bỏ cái đi. Làm dấu ba trong cái điều kiện đấy luôn. Nhưng tôi thể làm ngoài được đúng không? Được. Nhưng mà nó biết nó dài dòng. Ừ, tôi thích dài. Dài. Nên tôi hỏi cứ cái gì dài là tôi thích. Thầy thích dài. Tôi nói ông nghe. Cốt người ta cốt ngắn hơn gọt thì cố một vẽ dài ra. Nhưng mà em đang dần nghĩ là nó lại bảo cốt ngắn. Nhìn hộ chị sao vậy? Kiểm tra nó mà ra đúng thì là được rồi. Nhìn làm gì nữa. Thế tao hỏi mình làm gì nữa. Tao hỏi mình làm gì nữa. À quên phải. Em rất một toán học. À cái gì đấy chị? Nó tên của cái mạng. Chị lấy tim bạn à? Không phải nếu bạn nếu index không phải là số index không có index không là số a thì số index y này chưa là số thì số y này nó sai logic rồi chia hết số là số xong bây giờ nha L nếu không phải là số như điều kiện ấy trên là nếu là số thì sâu ra số index là số đúng không? Bây giờ không phải là số nữa thì chị đem cái index đấy chia cho 2 dư khác không? Dư khác không? Dư khác không? Chia hết cho 2 rồi còn mình có dư. Sụt sụt. Chia cho 2 khác không? Chia cho 2 khác không? Mà à, dư khác không ấy. Bất giờ hả? Chia lấy dư cho 2. Chia lấy dư cho 2 khác không? Đúng rồi.
bảng cái này đúng không? À, nhưng mà nếu mà không phải là số thì làm sao chia được hả chị? Đây nhá, cái trên nếu là số đúng không? Thì in ra là số rồi. Nếu không phải là số chị đem chia cho 2 để làm gì? Để chị à, chị là nó hay nhau đúng không? À thế thì thêm một cái lx nữa đúng không? Cho à, được không? Bây giờ nếu nó là số, là số. À, nếu nó là số nha. Ở trong và một cái điều kiện gì nữa mà nó là số lẻ. Tức là bên thì nó là số lẻ đúng không? Tức là hai cái điều kiện nó chẳng hạn. Bởi vì nhá, ông nhìn đây, trong cái này có cả chuỗi này. Thì ông phải xét cái trường hợp là nó không phải là số. Nó vẫn là nó đúng không? Thì biết lại cái này đúng không? Bây giờ cái A này. Bây giờ tôi bây giờ ông sẽ kiểu không làm cái bài. Mình nói chậm rồi để cho người ta còn hiểu đấy. Nhà hồi xưa học toán nha, có cái hồi xưa học toán cấp ba tôi không đi học. Đấy cứ để em ra đây đây phải như thế này. Hai nhảy huyền ở nào vậy thầy? Hả? Nhảy huyền này. Cái gì? Nhảy huyền này. Có hai cái đấy. Có hai điều kiện bắt buộc. Nó không phải là chữ nhỉ? Nó không phải là chữ đúng không? Ừ. Để tôi định gõ lệnh hết hai. Trong phim đấy suy ra nó phải là số đúng không? Đúng không? Phải là số. Số ghi số được. Đầu tiên là thế. Tiếp theo bắt buộc là nó phải là số lẻ đúng không? Đấy điều kiện bài toán đúng không? Thì hai cái này thì nó là dấu và đấy. Biết là dấu và nhưng không biết ghi cái điều kiện trong này là chỗ điều nào. Kiện số lẻ thì như chị đấy, chị vừa làm hết đấy. Thì mình ghi đúng chứ mà. Này vẫn bóp thế là cho này. Chia hết cho 2. À, cái phần chia lấy. Cái này ông chưa đọc là gì? Đọc cái này là gì? Đó. Bảng A. Bảng A. Mấy phần tử Y. Đúng không? Lấy phần tử Y thôi. Lấy phần tử Y cho bảng A. Xong chưa? Trọng xong nhé. Cho cái giá trị. Nháp đi. Lấy thằng nào không làm được thì nháp đi. Thằng Vân nháp đi. Mấy giá trị của phần tử y trong bảng A. À, đúng rồi. Chia hết cho 2. À, chia lấy dư. Cái đấy là chia lấy dư. Chia lấy dư. Thì sao? Bằng không. Tại sao lại bằng không nhỉ? Khác đề chỉ làm khác không? Ví dụ như là chia lấy dư bằng không thì tức là nó là số chẵn đúng không? Bởi vì à thế à? Bởi vì nhá, số 4 2 này chia cho 2 lấy dư là bằng không đúng không? Nhưng mà 3 chia cho 2 lấy dư bằng 1. Thì bây giờ muốn là nó khác không thì có phải là số lẻ không? Chữa này. Thằng Chí về chỗ đi. Điều kiện này. Nào tập trung vào đây. Tập trung vào cái tivi. Đầu tiên này, chạy từng phần tử đúng không? Kiểm tra xem nó có phải là số không đúng không? Thế nó không phải là số, có thể có xác định là lẻ hay chẵn không? Nó không phải là số không. Thì thôi đúng không? Đúng không? Thì nếu mà đúng ra một điều kiện nữa ở đây là kiểm tra nó là số lẻ. Đúng chưa? Thì chúng ta sẽ có như sau. Console.log đây là số lẻ. Để im. A ở vị trí thứ y đúng không? Chia lấy dư cho 2. Được chưa? Được rồi. Xem này. Thấy in luôn. Tôi cứ in ra. Đây nhá. Đây, index bằng cho nó bằng một cái giá trị của chính nó nhá. A ở vị trí thứ y này. Đúng không? 0 bằng 1 này. 1 chia cho 2 bằng mấy? 1 này. 3 chia cho 2 bằng mấy? 1 này. 5 chia cho 2 bằng mấy? 1 này. 10 chia cho 2 bằng mấy? Không. Đúng không? 10 chia lấy dư cho 2 chả bằng 0. Đúng không? Thế vậy thì ở đây có cái điều gì? Các số là lẻ thì sao? Đều chia lấy dư cho 2 bằng 1. Đúng không? Đúng nhỉ? Rồi giờ sao? Bê cái này lên. Không, đặt lên trên if. Đấy, if tiếp rồi. Chia lấy dư cho 2 bằng 1 thì console log cái này ra.
đúng không? Cái này có đúng không? Đúng nhá, test nhá. 0, 1 và 3, à 1, 3 và 5 thì nó là số lẻ. Đây tôi kéo lùi lên trên nhé. Đúng không? Chính xác chưa? Rồi, xong. Thế liệu chúng ta làm cái việc này có được không? Và có được không? Và này có được không hả, hả Quân? Được rồi. Chắc. Đừng nói với tôi những cái chữ như chắc, hình như, tưởng. Vì sao được? Giải thích cho tôi cái logic của phần này nè. Cả cái này là cái y nạn đấy là kiểm tra phải là số hay không. Và cái phần tử y trong A thì là nó chia hết cho 2, số dư nó bằng 1. Chẳng hiểu gì. Nghĩ kỹ lại, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh thôi, không việc gì phải vội. Nào, 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 bình tĩnh này. Hôm trước tôi vừa mới nói xong là cái phép, các cái phép chúng ta đặt ở trong cái câu lệnh if, đúng không? Thì cái nào đặt trước nó chạy trước, đúng không? Ở đây có gì? Nếu thỏa mãn cái điều kiện là dạ, để im, phần tử thứ y của mảng A là số, thỏa mãn rồi thì nó sẽ chạy tiếp cái điều kiện thứ hai là chính cái phần tử đấy chia lấy dư cho 2 bằng 1, nếu mà đúng thì nó sẽ thực thi cái dòng lệnh này. Đúng chưa? Đấy chưa? Xong chưa? Chào. Có hiểu không? Rồi, tiếp tục. Bây giờ update tiếp bài tập. Vẫn là cái mảng này. Bài tập của chúng ta là tách ra số lẻ và số chẵn hiển thị trên một dòng. Có nghĩa một dòng hiển thị toàn số lẻ, hiển thị một dòng là toàn số chẵn. Có. Ít nếu không, ít nếu thỏa mãn thì chạy ít bỏ qua eo. Còn nếu không thỏa mãn ít thì chạy nghèo. Nghĩa ý của em ấy là nếu nó chạy không ít rồi thì nó thỏa mãn ít rồi thì nó có chạy nghèo. Không. Thỏa mãn rồi chạy nghèo. Em không, hỏi, không, em hỏi không. Lọc với tôi ra một dòng, hiển thị một dòng thôi nhá, không hiển thị nhiều. Hiển thị một dòng thôi. Một dòng là hiển thị toàn số chẵn, một dòng hiển thị toàn số lẻ. Tí nữa tôi điên lên tôi hiển thị toàn những cái phần tử không phải là số. Một dòng. Oh. Thế là mới khó. Cái này eo cả luôn. Thầy cho anh từ đầu giờ. Thầy eo cả thằng này. Cho cái gì? Cho cái ít eo đấy. Eo ít. Eo ít. Có mỗi một dạng bài thôi. Cứ để nhỉ. Không hiểu hả? Sao? Sao đi kết là nó... Vẫn là thế đấy mà, sao đi kết cho đây? Không, nhưng trong một dòng luôn, hiểu không? Tức là liệt kê ra ấy. Ở A. Chứ không phải là... Ồ, vãi ai? Chứ không phải là từng dòng một ra đâu. Trời ơi. Á đủ, thằng này. Bò gàng thật. Đi sổ đồ bài. Chị biết rồi đó. Không gì.
giờ làm sao? Ngâm, mình ngâm tưởng chuẩn bị thối nơi rồi. Một dòng, tức là output ở đây chỉ có hai dòng thôi. Một dòng số chẵn, một dòng số lẻ. Số index. Không, số giá trị, giá trị đi. Giờ chơi giá trị đi. Đang định xong. Rồi. Giá trị. Ờ, giá trị. Số. Cho nó chuẩn. Giá trị lẻ mà. Thế nhá, cứ làm đi, tôi đi chích. Đi chích. Đối là gì? Cộng à? Cộng ấy là một cái có sẵn đúng không? Đấy, ý của tôi là gì? Ý của tôi là gọi ra một cái tổng ấy, xong là cái tổng có như là mình trả lãi suất vào đấy. Không ổn đâu. Đúng không? Có lưu viên gì không? Thử chạy. Chấm bảy. Phần từ A của mảng Y chết cho 2 bằng 1 thì đây là số lẻ. Chia hết cho 2 bằng 1 cái quỷ. Chia hết cho 2 và khác thì là số lẻ. Nếu mà chia hết cho 2 bằng bằng 0 và chắc chắn chia hết cho 2 đấy. Bằng 0 là số chẵn, bằng 1 là số lẻ đúng không? Bằng 0 là số chẵn mà quỷ. L đấy là được mà. Hả? Ông không hiểu à, cái bằng 0 đấy nghĩa là chia toàn bộ cho 2 và không dư lại cái gì hết. Cái 0 đấy là số chia lấy dư ấy, là cái số không mà chia dư. Nếu mà chia cho nó mà không dư thì nó số chẵn rồi đấy. Đúng không? Đi thì đấy, ra rồi thì đấy. Không làm thế đâu. Thế à? Em cứ làm cho có bài em nộp mấy mấy điểm thì lấy. Chia gì đây? Số lẻ gồm xong lại cái kia xong lại AI là sao? Số lẻ là cái rồi đúng không? Đây là ông đang đắp ký kết thì có cái gì đâu, mẹ là xong mẹ rồi thì... Số chẵn. Ừ. Những cái eo này nằm trong cái này xong rồi. Những cái eo sớm nào nhỉ? Cái gì vậy? Tôi nghĩ là nó không chạy được bên ngoài ấy. Bỏ hai dòng ngoài đi mà. Trong kho có 2 ít, mà 2 ít đều đóng rồi. Kích luôn mà em xem nó lỗi ở phòng nào không? Cái gì phải đi mò thế? Eo ít à? Eo ít đấy, khỏi ít eo. The fuck? The fuck? Là đấy.
Bán cái đái. Sao không có cái này vào rồi. Bỏ đi, bỏ hai dòng dưới đi. Bỏ hai cái dòng. Ông để qua solo dưới này ngoài ngoài for để gì? The fucker. Ad à? Ad để gì? Để bay nào à? Này mới đúng. Yeah. Cái này chắc còn khó. Fuck. Đau cổ quá. Hả? Sao không đúng nhỉ? Nó còn sai luôn cả cái công thức nhỉ? Dòng 29. Dòng 29 tao đã làm sai. Thế nhưng bình thường thì mà không có phải không? Thế là bình thường thì mà bình thường số chặn 2 1 và 5 ra rồi à? Mình ra mình để đấy không? Không, cái con solo này không hiển thị nó ra thế nào vậy? Ra thế là sướng quá, không cười. Không ra mình sướng. Làm sao mà ra mấy nó mới là cười. Lâu ra. Eo nghe. Không có chèo gì sao? Không, mình cười thôi chứ. Cười cái gì thì phải của mình chứ. Thế là ích kỷ, cười không chia xe là ích kỷ. Ok. Vãi cả lại. Sao? Sao thấy đấu gì chưa? Index thứ 4 mà số nó là 1 đúng không? Đúng không? Cách A và đúng không? Cách 0. Index thứ 5 và số nó là 3 đúng không? Ừ. Xóa lại trong kia chứ. Cái kia là 3. Thì em không biết làm sao. Có một người xong thì em không biết làm sai. Thế làm sao? Xóa thử thì em xong. Yeah. Chuyện này không có, dưới lại có. Đâu cái nào? Đúng không? Cách A và đúng không? Cách đúng. Trời. Con này nó học web cơ mà. Con đẹp trai vậy. Cái phần này tôi luyện cho các bạn đấy. Đẹp trai. Vì sao tôi dừng lại lâu như vậy? Bước quý đi. Bởi vì tôi muốn các bạn có cái tư duy nó mềm dẻo ra. Thế không? Nhớ xem em. Em sai cũng cái vận dụng nó tốt. Rồi sao? Biết là sai công thức hay là sai cái gì? Vào console. Em đang lấy console này. Sai cú pháp. Vâng đấy, cái sai cú pháp là cái sai chỗ nào? Bấm đây này, đóng ở đâu? Chỗ nào? Đóng cái ngoặc này ở đâu? Chỗ nào? Chỗ nào? À, thiếu thiếu cái ngoặc. Nào? Giải thích của tôi này. Cái này em bị thiếu ngoặc không thầy? Sai. Anh càng sai đi này. Đi này. Tắt lùi ra. Thì ra thì thế là được rồi. Rồi nha, đừng để như này. Bởi vì nó sẽ nghĩ đấy là số lock. Nếu cái này là số thì con số lock đây là số. Nếu không phải là số thì lấy cái số đấy chia cho 2 bằng 1. Vâng. Nhưng mà nó sai. Mày vẫn còn vâng. Bởi vì cái số nhập vào đâu phải số. Nếu không phải là số thì chia làm gì? Chia làm gì? Đúng không? Phải tính đi. Nếu không phải, nếu nó không phải là số. À cái này là không phải là số thì nó phải là số. Em nghĩ là lâu quá nhỉ. Không thả. Cực kỳ dễ. Cái này cực kỳ dễ. Nào. Có ý này. Muốn hiển thị hai dòng thì chúng ta chỉ console log hai lần đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Rồi. Mỗi lần console log là một cái string. Mỗi một lần console log là một cái string tương đương với một biến. Sao? Vâng. Vẫn không nghĩ ra. Em nghĩ ra rồi nhưng em không biết là lôi nó vào cái gì. Biết là thôi. Nó là một biến. Này. Có cần chữa luôn không? Chữa nhá. Này. Cực kỳ dễ luôn nhá. Đây. Nhìn này. Và
chẵn bằng string rỗng và lẻ này. Bằng string rỗng. Đúng rồi, gần đúng rồi, đúng rồi đấy. Xong chưa? Vâng. Hai cái đây là string đúng không? Rồi, if nếu là số. Cắt cái này đi. Nếu là số thì sao? If nếu là số lẻ đúng không? Thì sao? Thì ở đây chúng ta có lẻ cộng bằng với cái đóng mở ngoặc như này. À. Nghĩ ra cách làm chưa? Sao? Đô la đóng mở ngoặc số y gạch ngang đô la đóng mở ngoặc a ở vị trí thứ y phẩy, được chưa? Else nó không phải là lẻ thì chắc chắn là chẵn rồi, đúng không? Thì copy cái này xuống đây, sửa cái này thành chẵn cộng bằng, xong cắt đi, hết vòng lặp này, hết vòng lặp thì mình mới tiến hành console log ra mảng số chẵn hai chấm bằng cái chẵn, không nhá, duplicate lên, đây là mảng số lẻ, đây là số, đây là chữ lẻ, chạy nhá. Index số 6 giá trị bằng 10, index số 0 giá trị bằng 1, index số 2 giá trị bằng 3, index số 3 giá trị bằng 5. Đúng chưa? Đúng không? Chẳng qua là cộng chuỗi thôi mà, có gì đâu. Chậm thôi, đi từng dòng một. Ít trên hay ít dưới? Ít trên đã. Ừ, nếu nó là số. Đây là số bắt đầu rồi. Nếu này cái số cái phần tử y trong bảng A này chia cho 2 là bằng cái này chẵn này. Lẻ không? Lẻ. Lẻ. Ừ. Thì cái biến lẻ này cộng bằng là cái gì? Qua vừa học sao? Vâng, cộng bằng hôm trước x. X cộng bằng. X cộng bằng y là bằng y. X thì bằng x cộng y. Đây nha, viết lại. Cứ viết cứ nhắc cả x cộng bằng y này đúng không? Vâng. Nó sẽ tương đương với x bằng x cộng y. Xong chưa? Rồi. Nghĩa là ông có một cái mảng ấy và ông muốn cộng thêm một cái gì vào cái chuỗi. À nhờ. Cái chuỗi. Ông muốn cộng thêm cái gì đó vào cái chuỗi không? Chuỗi nó cộng thì nó bằng với gán vào cùng dòng luôn không ạ? Thôi để im cho nó nghĩ. Không nhờ. Em đang chép. Vừa chép vừa đông. Chép làm gì? Xem, hiểu, xong viết lại. Chứ không phải để chép cả. Chẳng tội gì phải chép cả. Mình có cách của mình riêng mình. Trọng hiểu không? Có. Sao mày hiểu nhanh thế mà mày làm mình chậm thế? Em làm xong xong mà chưa đầy mà. Ờ. Mà em bảo mình chưa đầy. Trước mấy giây. Không thể chấp nhận được. Đúng không?
hai đôi bằng phần. Ôi sợ quá. Vấn đề gì mới là mày chọn. Làm sao mà được? Khó quá. Không phải. Không nghĩ là có cách xử lý như này. Không, may nhiều việc. Tôi hôm nào sẽ nhiều việc. Hôm nào tôi ít việc đâu. Xong chưa? Rồi. Viết lại đi. Cốt lại đi thế nào? Tôi tắt đi. Cốt lại thế nào? Mình lại bắt đầu lại từ đầu. Ừ nhá, nhớ về, nhớ về làm lại nhá. Không xem cái gì cả. Chỉ làm lại thôi. Rồi, tiếp tục này. Muốn làm tiếp không? Có. Ừ? Học tiếp à? Rồi. Nghĩa là muốn nghỉ giải lao thế. Nghỉ giải lao lấy nhá. Rồi ok, nghỉ đến 8 giờ 15. Nhá. Thế sau hồi nãy em có hết. 6 phút. Nghỉ tí cho em xem. Nghỉ tí nó xem cơ. Em ngấm cho thấm. Chưa này chưa có gì phức tạp cả. Bình tĩnh. Cứ bình tĩnh. Em nghĩ là còn có cái khủng khiếp hơn này. Ờ, làm việc với mạng đó là bài toán lớn. Làm việc với mảng, làm việc với chuỗi, làm việc với ngày tháng là những cái bài toán khoai nhất thế giới. Thầy ơi. Ơi. Tạo database trong là nó quan hệ trong PHP làm gì? Cái đó phải sao? Ừ, cứ hỏi đi. Xong bài rồi. Search migration. Em vào migration đây. Ừ. Thì okay. Database nó cứ có cái dạng này à? Nó có cái dạng này. Cộng bằng. Đọc thêm sản timestamp là cái gì? Thời gian. Search trong document này xem timestamp là cái gì? Document ở đâu? Đây. Mày đang đọc request lifecycle. Xong mày kêu migration. Search ở trên kia kìa, trên nó có cái search để làm gì? Đấy, trong này nó có kiểu dữ liệu. Được, đến kéo lên trên ít ra. Đọc đi đã. Được nào? Đọc xong tham xem trong này là gì? Trong cái bảng đấy. Mày thầy ơi. Database này nó đi về đâu ở đấy? Đi về đâu? Đi về đâu? Nó gửi vào đâu ạ? Vào đâu? Vào cái file nv config xem nó đi về đâu. nv.nv xem nó đi về đâu. Đấy, mày có thèm config kết nối đến cơ sở dữ liệu đâu mà thèm đi về đâu? Nó phải tạo ra thế. Nó cộng chuỗi. Ờ. Chó. Mày chửi ai? Cái này mà. Không thầy nhầm. Phải bố đạo chứ. Mà mình nghĩ mai. Vâng, cuối cùng. Mãi mới hiểu được một tí à? Vâng quá. Rồi. Cứ phải ngồi nghĩ ra thì mình mới thấm. Không nên đi nhanh, phải đi nhanh đúng không? Thế thì ai bắt mày đi nhanh đâu? Mấy thằng kia nó lẻ nhanh quá em. Tùng, anh sẽ cốt đến 78 tuổi rồi.
chưa nhìn ngang à, chưa nhìn thấy bồ ngang mũi dọc cái cộng bàn chưa bao giờ nhìn thấy cộng chuỗi bao giờ. Tôi mà gặp bà Tùng mà gặp thì Tùng chém nó. Nghe nhạc. Chạy đấy, cầm bàn tay. Ông chạy chưa? Chạy xin đừng làm đi. Pay attention. Cái gì biết. Ông chạy chưa? Sao không có tiếng? TV đều à? À đâu? Chưa bật. Không chép bài. Không hiểu, tôi không hiểu. Không chép ở trên bảng khác gì chép đấy. Tôi chỉ làm nó rõ hơn thôi. Nói chung là tôi quyết tâm chép của thầy nhưng mà không chép của ông. Cái tưởng nó bê bài cho em. Không chép trên bảng thì chép được. Bye. 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 Cái đó cho nó làm. Nó phải tự làm nó mới có ơ được. Em hỏi là ai cái app này. Nó đã ghi trong bài cái này nó đếm vào số ít tách. À nó hiểu cái này đếm vào số ít có nghĩa là đây là cái đoạn này là các bạn quy định giá hiện giá trị lúc tại thời điểm này đi vào bao nhiêu thì nó thay đổi giá trị của đấy. Nó là cái y cái biến thế là tao thêm rồi con chạy cái này a một này chạy đi nè. Chuẩn rồi. Ôi, đừng nghĩ như vậy, tưởng tượng nè. Mình tưởng tượng mình giống như cái máy tính ấy. Mình đọc con từ vật tử một. Mình đọc từ vật tử một. Cái này thầy dùng gì mà. Đấy. Thì thế thì mới được. Hãy subscribe cho
thì quen quen. Đây là bí kíp của mình. Tôi chả biết của thằng nào. Kiểu nào chứ tôi, kiểu của tôi. Kiểu ra. Đấy chị ghi vào đây mấy chữ. Nghe chữ em vẻ nó kiểu cây kem nào tôi liếm, đó là quen kem của tôi. Rồi. Chúng ta có biến thể thứ tiếp theo tôi chẳng nhớ là thứ mấy. Của email, chúng ta có như sau. Và à còn 9. Số 9 là gần quen. Dạ, 3 bằng 9. Với điểm cao nhất của tôi cũng chỉ là 9 thôi mà. Thật ra chưa em 10. Có à, thì hiếm. Cô có thẻ 3 này. Giờ mình mới biết à? Có. Táp là 3 đúng không? Có thẻ 3 mà. Có thẻ 3 á? Nhập quyền. Thẻ 3 thì hiếm. Em là cốt. Vậy chúng ta có tiếp. Cái này chắc. Và x bằng a phần trăm 2 bằng bằng 1 ngoài chấm lẻ. À, cái này mình chỉ mang ngôi gì? Chẳng. Cái gì mang ngôi chứ gì? Phân tử 3 ngôi. Phân tử 3 ngôi. Giải thích này. Đây là phép gán đúng không? Đây là phép gán đúng không? Không nhất thiết phải 3 đâu nhé. Nếu mà x tồn tại trước đây rồi không nhất thiết phải 3 nữa. Phép toán thử gán này. Chắc chắn câu này sau câu này thì x sẽ bằng một giá trị nào đấy. Thấy chưa? Bây giờ chúng ta đọc như sau này. Đọc phép toán này như sau này. Nếu điều kiện, tôi bất biết là nó là điều kiện gì. Nếu điều kiện trả về chu thì x sẽ được gán bằng giá trị sau dấu hỏi chấm. Nếu mà điều kiện false, điều kiện là trả về false thì x sẽ được gán bằng giá trị sau dấu hỏi chấm. Nếu được chưa? Rồi. Nếu điều kiện đúng thì trả về giá trị này. Còn nếu điều kiện sai trả về giá trị này. Xong. Đó là đi. Để switch case. Tiếp tục. Chúng ta có biểu thức switch. Switch cái này đúng không nhỉ? F-W-I-T-C-H. Giá trị của x. Cái này quen không? Kiểm tra giá trị của x. Trong trường hợp case, là trường hợp mà. Vâng. Trường hợp x bằng 5 thì thực hiện block code 1, sau đó break. Trong trường hợp case x bằng đẹp trai thì thực hiện block code 2, break. Nếu x không bằng cả tất cả giá trị của case, nên là tất cả giá trị của case không thỏa mãn cái x này, không bằng giá trị của x thì sẽ rơi xuống default. Block code x, block n đi mà break. Đó là so sánh giá trị của x với một trong những cái giá trị chúng ta định nghĩa trước ở dưới này. Nếu thỏa mãn điều kiện nào thì chạy cái block tương ứng, nếu không thỏa mãn thì chạy xuống cái default. Được chưa nhỉ?
cái này sau này nếu mà học PHP chúng ta học về tự build ra một cái cấu trúc MVC thì sẽ dùng switch case rất thường xuyên. Đây là đều tất cả đều là so sánh bằng x, nếu mà x bằng 5, nếu mà x bằng đẹp trai, nếu mà x không bằng tất cả những cái thằng khác thì x sẽ rơi xuống default. Thằng default này cũng không nhất thiết phải có, được chưa? Nếu mà không rơi vào tất cả, không rơi vào trường hợp nào thì chúng ta chạy tiếp dòng lệnh cuối, ở dòng lệnh ở dưới, chứ chẳng liên quan đến thằng default cả. Đây chúng ta tương đương với cái phép L, cái default tương đương phép L. Nếu mà không rơi vào tất cả các điều kiện if ở trên thì sẽ rơi vào phép L, đúng không? Đấy là xong về cái câu lệnh dẫn nhánh. Hết rồi, hết câu lệnh dẫn nhánh rồi. Và các bạn khi mà học lập trình ấy, khi các bạn học lập trình thì tất cả mọi thứ đều xoay quanh if else hết, đều xoay quanh if và for tất cả mọi thứ. Đi đâu, ngôn ngữ gì cũng sẽ có if và có for vòng lặp. Xong nhá, xóa nhá. Này. Chúng ta đến vòng lặp for. À, cái bút mình viết ở đây. À, đâu nhỉ? Không nào nhìn thấy cái bút đen ở đây. Nhắc đi. Chúng ta đến vòng lặp. Vòng lặp tức là một đoạn code sẽ được lặp đi lặp lại, đúng không? Đấy tôi vừa nói rồi, lặp đi lặp lại. Nếu còn thỏa mãn điều kiện nào đó thì nó cứ thế nó lặp đi lặp lại tiếp. Được chưa? Thì với vòng lặp chúng ta có hai khái niệm, đó là vòng lặp biết trước số lần lặp chúng ta có hai loại vòng lặp ở đây, đó là vòng for cộng và for trừ. Chúng ta có loại vòng lặp thứ hai là không biết trước số lần lặp. Thì chúng ta có vòng while và do while. Cái loại này chúng ta hay dùng hơn này. Loại trên chúng ta hay dùng hơn, hay gặp hơn. Xong nhiều. Rồi chúng ta sắp vậy ạ. Bây giờ chúng ta đến với for. Lúc này chúng ta có for tiến rồi đấy. For này, khởi tạo biến này, được chưa? Điều kiện này, mỗi cái này cách nhau một dấu chấm phẩy. Sau đó là xử lý. Đây là nội dung. Được chưa? Thì chúng ta thường thường có for như này. Nếu mà for, cái này thường thường là for với một mảng, for với một số bit trước, đúng không? Thì chúng ta sẽ có cái biến var arr bằng một cái mảng có ít phần tử, tôi không biết bao nhiêu phần tử. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có vòng for, người ta gọi là for tiến. Thì sao for tiến là đi cùng với cái ký tự cộng cộng. Thì chúng ta sẽ có for và y bằng 0 này, y nhỏ hơn arr.len, nhớ, chấm phẩy, y cộng cộng, như này, được chưa? Cái này nó sẽ là đi tiến dần từng phần tử một ở trong cái mạng này, từ phần tử đầu tiên cho đến phần tử cuối cùng, được chưa? Tiếp theo chúng ta có vòng for lùi, đó là for và y bằng arr.len trừ 1 nhé, sau đó chấm phẩy
và y lớn hơn bằng 0 y trừ trừ. Được chưa? Chơi cái này. Đầu tiên này, tại sao pha y lại bằng ARL len trừ 1? Bởi vì ARL len trừ 1 nó chính là cái số index cuối cùng của dòng này. Đúng không? Sau đó nếu đây là số index cuối cùng này, số index đầu tiên là mấy? 0. Đúng không? Nó chạy đến khi nào nó bằng 0 thì thôi. Đúng chưa? Chạy vòng 1 thì ARL bằng phần tử cuối cùng này. Chạy xong y trừ trừ thì là bằng phần tử áp út, đúng không? Chạy tiếp cho đến bao giờ y bằng 0. Đúng không? Y bằng 0 là chạy về phần tử đầu tiên này. Sau đó y trừ trừ tiếp đến lúc này là y bằng 1, y bằng trừ 1, đúng không? Trừ 1 nó đã nhỏ hơn 0 rồi, nó không còn bằng 0 nữa, cho nên không chạy nữa. Được chưa? Đây là vòng for lùi. Cái vòng for lùi này tôi hay dùng trong điều kiện chúng ta xóa một phần tử trong mạng. Xóa một phần tử trong mạng thì tôi hay dùng for lùi thường xuyên luôn. Ví dụ trong trường hợp chúng ta muốn xóa nhiều phần tử trong mạng nếu thỏa mãn điều kiện. Ví dụ như này, chúng ta có mảng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đúng không? Bây giờ cái bài toán chúng tôi đặt ra đó là tôi sẽ xóa toàn bộ những cái phần tử nào là số chẵn ở trong cái mảng này. Có trường hợp đấy chứ? Chắc chắn luôn, có. Đấy chứ? Tôi muốn xóa toàn bộ các phần tử là số chẵn ở trong cái mảng này đi, thì tôi bắt buộc phải dùng for lùi chứ không được dùng for tiến. Vì sao? Chúng ta hãy xem. Đây tôi giải thích nhá, giải thích luôn lý do vì sao dùng for lùi cho trường hợp này nhá. Index của vòng 1 là mấy? 0 1 2 3 4 5 6 đúng không? Xong chưa? Rồi, bây giờ nếu tôi dùng for tiến, vòng đầu tiên y bằng mấy? 0 1 có thể là số chẵn không? Bỏ qua đúng không? Rồi, y cộng cộng, bây giờ y bằng 1 đúng không? Rồi, giá trị bằng mấy? 2, 2 có thể số chẵn không? Xóa đúng không? Gạch thằng này đi. Xong chưa? Xóa. Thì bây giờ làm sao? Những cái index đằng sau nó dồn lên trước, thì lúc đấy thằng này trở thành 1, 2, 3, 4, 5. Đúng chưa? Thì tại thời điểm xóa xong thì y bằng mấy? Y bằng 1. Đúng không? Bây giờ y cộng cộng lên. Xong chưa? Thế thì sao? Y lại bằng 2 đúng không? Bằng 2 đúng không? Bây giờ nó chạy vào đây tìm phần tử có index bằng 2. Giá trị bằng mấy? 4. Đây là trường hợp chúng ta may mắn, đó là hai cái số này nó không bằng chẵn. Ví dụ tôi để đây là 2, 10 nữa. Đúng không? Thì bây giờ sao? Cái số 10 này không hề được quét qua. Đúng không? Nó bỏ qua số 10 này, số 10 không được quét qua. Cho nên nó sẽ sót lại số 10 này. Tức là trường hợp ở đây là cứ hai số là chẵn đi sát nhau thì sẽ phải bỏ sót một số. Tỷ lệ quá lớn. Mình như này thôi, mình lại gọi lại, mình sát thêm lần nữa thì nó có chuẩn hơn. Mày rảnh hả đấy? Ông biết nó phải gọi lại bao nhiêu lần? Biết nó sót bao nhiêu lần? Làm thế nào để xóa một phần tử trong mạng? Làm thế nào để xóa một phần tử trong mạng? Sẽ có cách xóa ARR splice dùng hàm splice 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 Splice. Splice. Được chưa? Rồi. Được chưa nhỉ? Thế cho nên người ta không bao giờ dùng vòng lặp for tiến để xóa phần tử trong mạng cả. Được chưa? Bây giờ đảo ngược lại. Chúng ta dùng for lùi. Em set null thì nó vẫn tính là null đúng không thầy? Đúng. Set null vẫn là null, nhưng mà cái phần tử ở index nó vẫn tồn tại. Thế không tính là xóa. Đây là 2. Rồi, bây giờ chúng ta dùng vòng for lùi. Thì index lớn nhất của chúng ta là vòng 6 đúng không?
Rồi, 6 này có thể lẻ không? Đây vòng đầu tiên là vòng 6. Cái này có phải lẻ không? Không. Cái này có phải chẵn không? Không phải đúng không? 7 có phải là chẵn đúng không? Rồi, bỏ qua. Tiếp theo đến 6 ra. Chẵn chưa? Đến lúc này là index bằng 5. Đúng không? Bằng chẵn rồi đúng không? Xóa đi. Thế vậy thằng này sẽ bị dồn xuống 5. Đúng không? Nhưng mà chúng ta đang từ 5, chúng ta giảm xuống 4. Lại đến thằng 5 này đúng không? 5 này vẫn giữ nguyên, nó là 4. Tiếp theo thằng này. Vòng làm tiếp theo nó bằng 3 đúng không? Y bằng 3 đúng không? Thì thằng này sao? Xóa. Xóa đi đúng không? Nó xóa thằng này đi. Thì lúc này thằng 4 này dồn xuống 3, thằng này dồn xuống 4. Đúng chưa? Thì nó không bị ảnh hưởng bởi những cái thằng dồn xuống phía sau, mà nó chỉ quét đến phía trước mà thôi. Được chưa? Như vậy chúng ta sẽ không bỏ sót bất kỳ một cây nào ở trong phép xóa này. Được chưa? Đây là trường hợp chúng ta xóa một phần tử thỏa mãn điều kiện nào đấy thì chúng ta sẽ sử dụng follow. Được chưa? Trông trông đào đào vẻ đấy. Hay là hai số cạnh nhau. Ở đây cho hai số cạnh nhau đấy, xóa hết luôn. Nó sập xuống từng cái. Nó sập xuống phía trước mà. À quên, nó sập xuống phía sau mà, những cái phần tử phía sau đã được quét rồi, cho nên chẳng ảnh hưởng gì cả. Đấy chưa? Đào cứ nhớ tôi là nếu mà xóa phần tử ở trong mạng thỏa mãn điều kiện gì thì phải sử dụng for loop. Thế là được. Không cần phải hiểu nhiều. Rồi xóa bảng đi. Còn lăn tăn gì nữa. Bây giờ đến while và do while. Nay chúng ta chỉ học đến 9 giờ thôi nhá. Thế thôi. Cái gì? Làm sao? Đưa đưa. Khó quá à? Không phải khó mà đụng cái chậm kiểu đâu. Hài não quá. Nó chưa vào đầu rồi. Yên tâm, tôi sẽ còn có nhiều vấn đề hài não hơn. Học giảm thì dễ hiểu nhưng mà cũng mông lung. Đúng rồi, chứ phải luyện tập. Để cho nó hết mông lung đi. Thì phải soát lại toàn bộ những cái kiến thức mình đã có, xem mình có thể áp dụng được nó không. Đấy là cách làm. Chứ mà trong đầu tôi bây giờ 1 tỷ kiến thức, 1 tỷ lượng kiến thức đủ kiểu, từ HTML, CSS, JS, PHP, Java, .NET. Nhưng mà gặp một trường hợp nào đấy mình phải nhớ là xem là cái phần tử đấy. Cái gì? Nghỉ gì? Từ 6 tuần trước em... À, chuyện bình thường. Có sao? Cái gì nhỉ? Mình phải soát lại xem cái kiến thức nào có thể giúp mình giải quyết cái vấn đề. Đó. Thì đấy là kiến thức đã trở thành của mình rồi. Được chưa? Cách học thôi. Chẳng qua là cách học của cách áp dụng thôi. Được chưa? Chứ còn nhớ nhiều mà không áp dụng được thì cũng rẻ. Đấy là kiểu mấy ông giáo sư. Nhớ nhiều nhưng mà biết nhiều, nhưng mà khi mà đưa vào thực tế ít cái. Được chưa? Tiếp theo đến vòng lặp, tiếp theo vòng lặp while. While này là vòng lặp không biết trước số lần lặp, thì cái này nó giống y xì như thằng if. Ví dụ chúng ta có block code ở đây. Block ở đây, đây là điều kiện. Ủa, đoạn code ở trên nhưng là gì không biết. Nếu điều kiện này trả về true thì chạy tiếp cái block này, chạy cái block này và vòng ngược lại. Nếu mà điều kiện ở đây vẫn bằng true lại chạy tiếp. Cho nên đừng có đứa nào đặt ở đây while true. Nó chạy vô giờ máy hết RAM thì thôi. Được chưa? Thằng Chí có thể thử. Máy nó khỏe nhất chưa? Ừ, máy không, không. Theo máy thầy em không chơi đâu. Tăng thử máy chí, theo máy thầy. Hack. Không. Theo máy theo máy phẩy thầy.
chứ không phải là theo máy thầy. Được chưa? Chúng ta không nên dùng quay chu nhá. Quay chu cũng được, tuy nhiên có những trường hợp chúng ta dùng được. Trường hợp gì? Không phải lúc nào chúng ta cũng chạy hết cái mớ này. Ở trong này chúng ta xử lý. Nếu mà chúng ta trong trường hợp với một điều kiện nào đấy chúng ta muốn thoát khỏi vòng lặp này, chúng ta đã có cái từ khóa là break. Thoát khỏi vòng lặp, thoát khỏi bất kỳ loại vòng lặp này. Đúng không? Out ra. Nó thoát được cả nó ra khỏi switch. Thì đó cái từ khóa break. Là không chạy cái đoạn code phía sau nữa, thoát ra khỏi vòng lặp luôn. Dùng dai có đúng không? Dai là gì có trong script? Thoát khỏi cái gì nhá? Lặng rồi. Thử, thầy phải là thử đi chứ. Chắc chưa? Thử đoạn ngành. Được chưa? Kèm đây chúng ta có một cái từ khóa nữa. Đó là từ khóa continue. Còn nữa. Đúng rồi, còn nữa. Continue. Continue tức là sao? Nó sẽ bỏ qua toàn bộ các code phía sau của nó. Tất nhiên những code này vẫn phải nằm trong vòng lặp. Bỏ qua toàn bộ và chạy vòng lặp mới. Chạy đấy đúng không ạ? Chạy lại vòng lặp mới. Cứ gặp continue nó sẽ bắt đầu vòng lặp mới. Chứ nó không chạy những đoạn code ở phía dưới nữa. Cái khác là bỏ đi được. Cái khác gì bỏ đi đâu. Nó chính là bỏ đi mà. Đi. Nhưng mà continue này dùng được trong switch case không? Switch case. Không. Không tồn tại. Bởi vì switch case nó nhiều dạng là gần giống nó vừa na ná XL lại vừa na ná với vòng lặp. Cho nên là nó chỉ quy định mỗi cái break là sử dụng được thôi. Được chưa? Tiếp tục. Tiếp tục này. Đây là cái vòng lặp này này, các bạn hãy để ý cái đặc tính của nó là cái gì. Kiểm tra điều kiện trước rồi mới chạy. Đúng không? Nhớ nhá, kiểm tra điều kiện trước rồi mới chạy. Cho nên vòng lặp này có thể không chạy cái vòng lặp. Mình biết rằng nó một cái điều kiện thay đổi nó sẽ chạy. Đây nhá, ví dụ nhá. Tôi sẽ có va x bằng 0 y x nhỏ hơn 50. Chúng ta tiến hành con solo. X cái này chạy sao? Cứ in thôi. In đến bao giờ? In... chả biết đến bao giờ. In đến hết đời, in đến hết RAM. Đúng không? Không có sim. Biết thôi. Đúng chưa? Đúng rồi. Thế bây giờ thì x phải cộng cho. Tôi đứng lâu lắm. Nó chạy xong. Hiển thị xong giá trị. Cộng lên một giá trị. Lại bắt đầu lại kiểm tra điều kiện từ đầu. Đúng chưa? Thì như vậy thì bây giờ nó hiển thị cái gì? 9 lần. 50 lần. 50. Từ 0 cơ mà. Không, từ 50. Có phải là 50 lần không? Đúng chưa? Đúng rồi. Sẽ dùng continue trong được cái if dùng ngân if x bằng 25 thì continue. Thì bây giờ nó chạy cái gì? Cũng hết ra rồi. Sai. Đâu vẫn chạy tiếp rồi. À từ. À không, không tiếp tục. Nó vẫn chạy tiếp. Tiếp tục. Cho đến từ 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 x bằng con bằng a 25 thì x trả nhỏ hơn 50 mà cứ thế ra về. Đúng rồi, đến lúc này là x không không chạy nữa thì phải như này. Cái này phải đặt trước, xin lỗi, phải viết như này. Xin lỗi các bạn nhé, mình nhập. If x bằng 25 thì continue. À thì x cộng cộng x bằng đâu x cộng cộng từ bình tĩnh hơi nhầm. Nếu mà x console log này, đầu tiên là cứ console log x nhá, từ là x bằng 25 thì không console log x cộng cộng, sau đó là console log
x x. Để cho tôi đoạn này là x cái gì kìa, lớn hơn bằng 5 25 bằng 25 bằng 25 à đó, x bằng 25 x cộng cộng, sau đó là continue. Thì nó chỉ chạy 25 lần thôi. Sai. 24. Sai. Cái nó chạy 49 lần. Nó hiển thị 49 lần. Sao nó hiển thị từ 1 cho đến 24. À, từ 0 cho đến 24 và tiếp tục hiển thị từ 26 cho đến 49. Nghĩ ra, đây là cái đầu tiên chạy xong rồi đấy mà. Đấy nhá. Đầu tiên x bằng 0 này. Đúng không? Vòng đầu tiên x bằng 0 này, x nhỏ 50 rồi đúng không? Chạy xuống đây, x có bằng 25 không? Không. Không. Thì nó không chạy cái đoạn này đúng không? Đây là nằm trong cái block của x mà. À, nằm trong block của x mà. Thì sẽ hiển thị 0 này. Đấy, cộng cộng này, lại chạy tiếp này. Bây giờ x bằng 1 đúng không? Nó cứ cộng thế cho đến khi x bằng 25. Bây giờ đến lúc này là x bằng 25 chưa? In ra rồi. Đến bằng 25. Ừ, đến bằng 25 thì sao? Cộng thêm. Bằng rồi nhá. Bằng chưa? Rồi, x cộng cộng là x bằng 26. Đúng không? Sau đó continue. Continue là tức là nó ra khỏi vòng x này, nó không chạy cái này nữa. Mà nó chạy vòng là mới luôn. Thì đến lúc này còn bao nhiêu? 26. Nhưng mà có con số log đâu mà hiển thị 26 à 25. Đúng không? Đúng không? Kiểu nó nó sẽ bỏ qua cái giá trị 25. Tôi nghĩ xem có đúng không? Đói quá. Làm về á. Thén phở ăn tiếng ngủ. Ăn đạm. Cái gì? Thén phở ăn tiếng ngủ cho. Ủ là cái gì vậy? À, kiểu như chân chân ủ mi á, kiểu đổ nước nóng ủ ủ ủ à được, thế còn nghe được. Xong rồi ăn trứng sống. Nghĩ thử em có đúng không? Xong chưa? Bây giờ có một bài tập như sau. Nào nào, bài tập như sau. Thấm chưa? Dùng thằng này cực kỳ nguy hiểm bởi vì đứt lúc bất kỳ lúc nào. Cứ cho một cái break ở cuối cho an toàn đây. Mình... Mày biết lúc nào break? À vâng. Dùng một cái continue để ngắt luôn. Continue làm sao mà ngắt được? Continue còn khả năng chạy đến hết đời còn lâu hơn, còn nhanh hơn đi. À vâng. Để continue thì dùng một cái if xong break là hay nhất rồi. Như là bằng bao nhiêu đấy. Đúng rồi, cái có khác gì cái điều kiện ở trên cái đâu. Tại sao phải im nữa? Rồi thằng Tùng nghĩ đi. Xem có thấm được không đã? Không là hỏng máy đấy Tùng. Cái này không thấm là treo máy ạ. Mãi động đến tiền rồi. Nghĩ kỹ này. Không, không đến mức là phải động đến tiền. Chẳng qua chỉ là khởi động lại thôi. Không là bị chết ổ cứng rồi. Không, mình không nên thử. Đó là, cái đoạn bằng 25 kìa. Ừ. Nó kiểm tra. Ừ. Xong là bằng 25 thì nó continue, nó lại chạy lộn lại không thầy, tức là nó sẽ không in ra 25 ý. Đúng. Nó chờ 25 ra. Nó đổi vòng, nó bắt đầu từ 26. Đúng. Nó chạy tiếp. Đúng rồi. Cho nên hết không khi không thỏa mãn điều kiện này nữa. Vâng. Được chưa? Vâng. Rồi, bài bản tiếp theo. Mình... Ông đã sẵn sàng để trao máy chưa? Không, em thì... lúc nào sẵn sàng. Chẳng may máy em mà không sẵn sàng được không? Bài này xong một phát là nghỉ luôn. Xong bài này phát là nghỉ luôn. Nếu mà đến 9 giờ mà không xong thằng Tùng xuống úp mì cho tôi rồi học tiếp. Thầy bảo học cái... Thật ra thầy về sớm thế đi ạ. Không phải. Bởi vì bình thường tôi chỉ dậy đến 9 giờ tối thôi. Chỉ có duy nhất hôm trước là tôi dậy đến hơn 9 rưỡi. Thế còn chẳng bao giờ tôi dậy đến quá 9 giờ. Chúng ta không phải toán sau. Khi mà load ra trang, chúng ta có trang in đấy. Chấm HTML nhá.
Đúng không? Chúng ta sẽ có một cái prompt. Chúng ta sẽ có một cái prompt. Xong chưa? Rồi. Ở cái prompt này chúng ta nhập một ký tự bất kỳ. X đi, gọi là biến x đi. Gán cho bằng biến x và x. Và x bằng prompt thế này. Xong chưa? Bây giờ này. Bây giờ này. X này nó là số tổng. Nó là số tổng. Bây giờ tính như sau. Cứ mỗi vòng lặp bắt đầu từ 0 nhá, chúng ta sẽ có y và y bắt đầu từ 0 này. Qua mỗi vòng lặp ấy thì chúng ta sẽ có, ví dụ chúng ta có một cái biến tổng nữa, và tổng bằng 0 luôn này. Bây giờ qua mỗi vòng lặp tổng sẽ cộng bằng y. Qua mỗi vòng lặp tổng sẽ được bằng cộng bằng y. Được chưa? Làm sao thì làm. Tổng này, giá trị của tổng này bao giờ bằng trong trường hợp tổng này vẫn còn nhỏ hơn x chúng ta nhập vào thì còn chạy và hiển thị ra tổng số vòng lặp của y để đạt được cái số x này. Thì còn chạy. Nếu mà không đúng thì nó sẽ chạy liên tục. Đúng rồi. Sao đấy? Thì nhập số bé thôi. Đã có điều kiện để chết thì còn gì nữa. Nhập một số x. Sau đó tạo một cái vòng lặp. Chạy. Mỗi một vòng lặp tổng sẽ bằng tổng cộng bằng y. Được chưa? Tất nhiên y sau mỗi lần sẽ cộng 1. Y sau mỗi lần sẽ cộng lên, được chưa? Và tìm cho tôi ra, output cho tôi ra sau bao nhiêu vòng lặp thì cái tổng này sẽ lớn hơn x. Không hiểu điều bài thật. Nghĩ đi. Bài toán này cực kỳ dễ. Dùng why. Bởi vì chúng ta ở đây vì sao bắt buộc phải dùng why? Bởi vì chúng ta chưa biết được sau bao nhiêu lần nó bằng, đúng không? Đúng nhá. Cho nên chúng ta vẫn phải cứ thế tính cộng lên cho đến bao giờ nó thỏa mãn cái điều, không thỏa mãn cái điều kiện kia nữa thì thôi. Nhập số, viết đây, nhập số. Mỗi lần cộng 1 à? Sai. Mỗi lần cộng 1 à? Chỉ có mỗi lần là y cộng 1 thôi. Mỗi lần y... Vòng đầu tiên nhá, vòng đầu tiên y bằng 0 đúng không? Vâng. Chạy vào đây thì tổng bằng mấy? Tổng bằng 0 cộng 0 đúng không? Đúng nhá. Sau đó y bằng 1 này. Chạy vào đây thì là tổng bằng 0 cộng 1 này. Đúng nhá. Vòng tiếp theo là y bằng 2 rồi đúng không? Chạy vào đây thì là bằng tổng bằng 1 cộng 2 đúng không? Bằng 3 đúng không? Bao giờ bằng vì là chị mình nhập vào đúng không ạ? Cho đến bao giờ cái tổng này nhỏ, cái tổng lớn này hơn, lớn hơn cái giá trị x mình nhập vào. Thì hiển thị ra cho tôi cái số lần, cái số vòng lặp mà chúng ta phải làm. Hiển thị y. Sai. Phải là hiển thị y cộng 1. Số lần cơ mà. Đúng không? Lần thứ 0 cũng là một lần. Được chưa? Nhanh lên. 8 phút nữa thằng Tùng xuống úp mì. Nếu mà không có đứa nào làm xong. Thằng Quân làm đi. Vâng. Tôi ở nhà còn nhiều người. Đây. Con chọc tí thằng nó dừng lại. Chí rồi đấy. Chí. Sao? Thầy không bị không ăn mì nữa à? Thầy cứng nhở? Là sao? Là sao? Không ạ. Tức là không muốn có ăn mì nữa thì chỉ có phải bán nữa. Gấu thật đấy. Thầy chơi đùa với lửa.
cái trọng run cống. Bài này tôi sẽ không có trong video, tôi không chữa. Để về nhà chúng ta có cái lại. Kiểu này ép mình xuống.